Còn tại nhiều địa phương ven biển ở Trung Bộ, nắng nóng khô hạn vẫn đang gay gắt, kéo theo xâm nhập mặn vào sâu hàng chục km. Như tại tỉnh Quảng Nam, xâm nhập mặn đang đe dọa hàng ngàn hecta lúa hè thu và hơn 1.000 hecta khác đang phải bỏ hoang vì không có nước ngọt tưới. Còn tại Đà Nẵng, chính quyền phải xây dựng đập ngăn mặn tạm giữa trung tâm thành phố thì mới có nước ngọt để cung cấp cho hơn 1 triệu cư dân. Vâng, thưa quý vị, theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình thời tiết khô hạn ở Nam Trung Bộ sẽ còn phức tạp. Lượng nước ở các hệ thống sông tiếp tục thiếu hụt và xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2020 còn kéo dài thêm. Trong lúc cần nhất thì các hồ thủy điện tại khu vực này lại đang cho thấy có vấn đề lớn. Việc xây dựng đập ngăn mặn đang cấp thiết được đặt ra. Lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam với hệ thống hồ thủy điện dày đặc. Những ngày này, khi hạ lưu tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đang đối mặt với xâm nhập mặn, thì cả bốn hồ thủy điện chặn dòng ở thượng nguồn đều không thể giúp được gì cho hạ du. Ngược lại, các hồ chứa thủy điện chặn dòng còn khiến tình hình hạn mặn ở hạ du trở nên phức tạp hơn. Kiến nghị của hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng thì chúng tôi đã hạn chế phát điện đến mức thấp nhất, là gần như là không phát điện. Chỉ phát những giờ cao điểm để đảm bảo an ninh năng lượng. Còn với nhà máy thủy điện Đắc Mi 4, dù có hồ chứa nước lớn nhất trên thượng nguồn sông, nhưng chưa khi nào thủy điện này thể hiện được vai trò đẩy mặn cho hạ du. Mỗi lần xâm nhập mặn đe dọa nguồn nước, các địa phương lại phải có công văn xin giãn nước cứu hạ du. Trung bình nhiều năm, các năm trước thì nó khoảng trên 20 khối, nhưng mà thời điểm này năm nay nói chung là kiệt nhiều, nó khoảng thấp. Theo tinh thần là độ mặn ở cầu đỏ thì dưới 1.000 thì dừng, nhưng mà có một số thời điểm thì nó có dưới 1.000 thật, nhưng mà nó cũng không cải thiện được tình hình. Khi báo cáo xây dựng các hồ chứa thủy điện, công trình nào cũng nêu rõ là sẽ có vai trò lớn trong việc đẩy mặn cho hạ du. Thế nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Mặc dù để hài hòa giữa lợi ích về năng lượng và nguồn nước, chính phủ đã ban hành các quy trình vận hành liên hồ chứa và thành lập ban điều phối lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Nó để lại một cái hệ quả lâu dài, cho đến bây giờ vẫn phải tiếp tục khắc phục. Thì tỉnh Quảng Nam á, là đã đồng thời rà soát lại các cái thủy điện trên địa bàn của tỉnh, nhất là các thủy điện vừa và nhỏ, để báo cáo với chính phủ để giảm lại, không phát triển thêm. Giữa lúc đó, dù là tâm hạn của cả nước và cũng là thành phố ven biển, nhưng suốt mấy chục năm qua, Phan Giang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận chưa khi nào bị thiếu nước sinh hoạt. Nhờ con đập ngăn mặn Lâm Cấm được xây dựng, toàn bộ lượng nước từ thủy điện Đa Nhiêm chảy về Ninh Thuận đều được giữ lại để sản xuất nước sinh hoạt cho thành phố. Tức là đây là vùng đất khô hạn, nhức nước, thừa nắng và là thiếu mưa. Nhưng mà kể cả những cái tháng mà khô hạn nhất thì tại những cái khu dân cư này thì nước sinh hoạt vẫn được bảo đảm. Mới đây, tỉnh Ninh Thuận cũng vừa đưa vào vận hành thêm con đập ngăn mặn giữ ngọt sông Dinh với kinh phí 700 tỷ đồng. Với con đập này, Ninh Thuận sẽ tích được 3,5 triệu mét khối nước ngọt, giải quyết một phần tình trạng thiếu hụt nguồn nước ngọt mà tỉnh này luôn đối mặt lâu nay. Còn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhờ đập ngăn mặn sông Cái mà 18 năm qua không bị thiếu nước, con đập dài chỉ hơn 1 km nhưng đã giải quyết bền vững bài toán thiếu nước ngọt của thành phố biển này. Và những con đập ngăn mặn có vẻ chính là lợi giải cho bài toán xâm nhập mặn vùng Nam Trung Bộ, phần còn lại là sự chủ động của các địa phương.